Sao chỉ có hai đĩa thôi nhỉ? Mấy cái đĩa kia đâu rồi? Bây giờ thì mình có gọi cho ông trưởng và ông ấy thì chẳng chịu nghe máy gì cả. Cứ tình hình chơi chung như thế này thì chắc là chết mất. Chắc hẳn đến đây thì anh em cũng biết mình định nói gì rồi đúng không? Yes, việc của Nintendo rất là đắt, và có lẽ trong tương lai thì nó sẽ vẫn là 60 đô forever. Vậy tại sao Nintendo lại bán giá như vậy? Liệu họ có đang ảo tưởng sức mạnh của mình? Well, hãy cùng mình khám phá điều này nhé. Let's go. Không thân thân với cuộc chiến console dai dẳng giữa PlayStation và Xbox, Nintendo tự tạo ra một con đường riêng trong chiến lược phát triển game của mình. Và đó cũng là lúc họ tạo ra Nintendo Switch, một cỗ máy cứu thế cho Wii U với nhiều sự khác biệt. Khác biệt lớn nhất mà Nintendo Switch mang lại ở thời điểm hiện tại chính là họ đã quay trở lại với quá khứ của mình. Nintendo 64, game giọng bằng. Khi mà nhà nhà ai cũng sử dụng đĩa cho những chiếc console thân yêu của mình như PS4 hay Xbox One, thì Nintendo lại quyết định thật chẳng giống ai. Thậm chí ba hệ máy console gần nhất mà Nintendo từng sản xuất là GameCube, Wii và Wii U đều dùng đĩa. Chính lý do có phần khác người này mà Nintendo không thể giảm giá cho game của mình. Chi phí sản xuất những chiếc băng bé tí này có giá còn cao hơn cả đĩa Blu-ray mà Sony hay Microsoft đang sản xuất. Vậy cứ cho là chi phí sản xuất mang game đắt đi. Thế tại sao Nintendo không giảm giá trên eShop? Hình thức bán game trực tuyến chẳng phải có thể giảm giá được hay sao khi họ sẽ không phải tốn chi phí sản xuất nữa? Chỉ cần một nút download là xong mà. Đời không như mơ, Nintendo đã ra chính sách rằng game digital trên eShop cũng sẽ ngang giá với bản game vật lý, với lý do họ không muốn làm mất lòng những nhà bán lẻ cung cấp game vật lý và tránh hiện tượng mất công bằng giữa những người thích sưu tập game mà thôi. Chi phí là như vậy, nhưng đó không phải là lý do duy nhất thì chúng ta dễ dàng thông cảm cho Nintendo để sẵn sàng móc hổ bao. Không rồi, đã là khách hàng, chúng ta quan tâm đến chất lượng của sản phẩm. Bởi đây là lý do mình nghĩ đến đầu tiên khi quyết định mua hàng. Và một lần nữa, Nintendo không làm mình thất vọng anh em à. Hình thành bởi lịch sử vĩ đại hơn hàng trăm năm nay, ra đời từ trước khi PlayStation và Xbox còn chưa được khai sinh, Nintendo đã tạo ra cho mình một hình ảnh có thể nói là bất tử trong ngành công nghiệp game này. Dù có thể bạn không phải là fan của Nin, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ thiếu tôn trọng trước gã khổng lồ màu đỏ. Ra mắt chiếc nhãn Original Nintendo Shield of Quality, công ty sửa ống nước này đang thì thầm vào tai bạn rằng hãy mua đi vì đây chính là một tựa game không thể chê được đâu. Chất lượng game first party của Nintendo thì khỏi phải bàn. Từ cái thời game đồ họa pixel sống mù nhìn đầy răng cưa cho đến 3D đẹp đẽ như ngày nay, họ đã ẵm rất nhiều danh hiệu cao quý game của năm, của thập kỷ và thậm chí còn tác động đến cách thiết kế game cho đến tận bây giờ. Bạn không tin tôi, hãy lên coi Metacritic của những nhà phát hành game lớn và Nintendo không bao giờ nằm ngoài top 5 cả trong những năm gần đây. Anh Trường, sao anh lại ở đây? Anh qua trả đĩa cho mày. Có lẽ trong số rất nhiều game thủ Việt Nam chúng ta sẽ không biết tới Sid Meier, nhưng ông luôn nằm trong top những nhà thiết kế game lừng danh nhất thế giới. Có chăng series Civilization quá kén người chơi ở thị trường Việt Nam? Tạm gác lại vấn đề đó, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí MTV năm 2008, nhà báo Stephen Totilo đã hỏi Sid Meier về đâu là ba sự đổi mới nhất trong ngành công nghiệp game, và thật bất ngờ,
ông chỉ ra con tem Seal of Quality của Nintendo là một trong ba thứ đó. Với việc Nintendo dính chặt con tem đó cho những sản phẩm của mình, ông cho rằng đây là một hành động ý nghĩa khi hãng game đã tự tin đảm bảo chất lượng của mình để giúp cho game thủ ngoành kia không phải phí tiền vào những sản phẩm kém chất lượng. Nếu bạn đang xem video này đến đây, đừng ngại lấy vỏ băng Switch ra và kiểm tra xem có con tem ở đó không nhé. Trong kỷ nguyên đầy rẫy những game chất lượng thấp, mobile nhàn nhàn ngoài kia, Nintendo chẳng lo sợ cỗ máy đầy tính biến hóa của mình sẽ gặp khó khăn bởi cách làm game của họ gần như đã là một triết lý hoàn hảo. Chúng tôi tạo ra những nền tảng thiết kế khác nhau để tái hiện những giá trị cốt lõi nhất của chất lượng game. Ngài Satoru Iwata, cựu chủ tịch Nintendo đã nói như vậy các bạn ạ. Thay vì chạy theo phần cứng mạnh mẽ đầy lung linh ngoài kia, họ tạo ra những tượng đài bất tử suốt hàng chục năm qua trong lòng biết bao thế hệ game thủ. Và khi đã tốn tiền bạc và thời gian để phát triển các game chất lượng cao, liệu bạn có sẵn sàng có thể giảm giá chúng? Chắc chắn là không rồi, bởi đôi khi giảm giá sẽ giết chết thương hiệu đó. Giá có thể không phải là tất cả, nhưng chúng đôi khi lại là thước đo để phản ánh chất lượng của sản phẩm đó. Lấy ví dụ như ra hàng điện máy chẳng hạn, bạn có thấy TV Trung Quốc chất lượng 4K rất khủng nhưng giá chỉ bằng 2/3 so với TV Sony, Samsung hay LG. Liệu bạn sẽ mua TV Trung Quốc hay chấp nhận bỏ thêm để mua lấy sự yên tâm cho bản thân mình? Chắc hẳn ai cũng có câu trả lời rồi đúng không? Bạn yên tâm, 60 đô bạn bỏ ra không hề lãng phí đâu. Bởi không chỉ nằm ở chất lượng game, Nintendo còn biết cách làm ra sự khác biệt cho chính khách hàng của mình. Bạn có muốn chơi Tomb Raider? Cool, nó có trên mọi nền tảng PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. Bạn có muốn chơi Tomb Raider phiên bản nam giới hay có nhiều tính năng hơn? Oh yeah, đây là 15 game bạn có thể sẽ muốn có trải nghiệm tương tự. Nhưng nếu bạn muốn chơi Zelda hay Mario, well, chỉ có một cách mà thôi, mua Nintendo Switch nhé. Nói cách khác, Nintendo muốn kiểm soát không chỉ chất lượng game mà còn là nền tảng sử dụng chúng, Nintendo Device. Và điều này sẽ làm cho khách hàng cảm thấy mình thật đặc biệt. Bạn bè của bạn có thể chơi game A, game B, nhưng nếu muốn chơi game Nintendo thì không có cách nào khác. Họ cũng phải mua Switch, chỉ có thể để ngồi tám với bạn sau hàng trăm giờ lạc trong vương quốc Hyrule chẳng hạn. Bên cạnh đó, không chỉ kiểm soát nền tảng chơi game khép kín của mình, Nintendo còn biết xây dựng độ quan tâm của khách hàng khi họ luôn có một cách thức nào đó để thu hút mọi ánh nhìn. Và một trong những cách thức đó chính là bán lại chúng trong thời gian giới hạn. Hãy nhìn vào Super Mario 3D All-Star. Nó chỉ là một phiên bản collection bình thường không có quá nhiều nâng cấp về đồ họa và gameplay. Nhưng khi được thông báo giới hạn đến hết tháng 3 năm 2021, cơn sốt về nó đã bùng nổ khi chỉ cần 12 ngày đã bán được 5,2 triệu bản. Một con số tuyệt điên rồ khi đây chỉ là một tựa game tổng hợp không có tí gì nâng cấp cải thiện và lại còn đủ giá 60 đô nữa. Thậm chí trang web Nintendo Life đã lập một bảng khảo sát và gần 40% những người mua bộ collection này chỉ vì với lý do là sau này sợ không mua được nữa. Và có lẽ trong số 40% trên cũng không thiếu các bậc phụ huynh của chúng ta. Họ có thể không chơi Breath of the Wild hay Super Mario Odyssey ở thời điểm bây giờ, nhưng có thể họ đã lớn lên cùng với một tuổi thơ cùng Ocarina of Time hay Super Mario Galaxy. Nintendo chắc chắn đã lấy được lòng tin của họ bởi vì những bậc phụ huynh đó đã có một tuổi thơ trải nghiệm không thể nào quên. Phải nói là Nintendo thực sự không giống sản xuất console hay game mà giống như sản xuất máy in tiền thì đúng hơn. Trường hợp này khiến tôi nhớ đến Disney, một công ty giải trí cũng có nhóm đối tượng khách hàng là trẻ em và gia đình. Và cách bòn rút ví của chúng ta không khác gì Nintendo là bao. Disney không bán các sản phẩm của mình trải dài và luôn giới hạn chúng trong và cứ thế bán lại chúng sau mấy năm nào đó. Với cách thức này, không chỉ Disney mà Nintendo có quyền bán đi bán lại với giá đủ 60 đô qua năm này năm khác. Mình biết là mọi người có thể suy nghĩ mình đang ca tán Nintendo khá nhiều trong video này, nhưng những gì mình trải nghiệm trong thế giới mà họ tạo ra thật chẳng giống gì ngoài kia cả. Lý do cuối cùng mà mình muốn chốt lại video cũng như là để kể với các anh em chính là cảm nhận của chính mình, Mario. Hãy nhìn Mario này, anh ấy không hề ngầu, cũng chẳng cao to, thậm chí chạy cũng chả nhanh. Đúng vậy, anh ấy không hề ngầu vì không phải cố gắng gồng mình thể hiện kịch cỡm làm gì. Cũng chẳng chạy nhanh thật, nhưng cũng chẳng có thiết bị hiện đại hơn lại dám vượt qua tốc độ của Mario cả. Thay vào đó, anh là đúng một anh chàng thợ sửa ống nước, ngày đêm miệt mài với công việc và xứng đáng nhận được những gì mà mình đã cống hiến. Khi bạn làm nghề thợ sửa ống nước, bạn sẽ không bao giờ phải giảm giá chỉ vì cái ống bạn thay vẫn dùng tốt, trong khi trên thị trường có những cái ống sang hơn, nhưng chất lượng thì phập phù. Nintendo cũng vậy, họ thay vì nghĩ đến diện mạo hào nhoáng ngoài kia, thì họ tập trung vào gameplay, sự tương tác trong thiết kế game,
thiết bị chơi game hơn bất kỳ công ty nào khác trên thị trường. Game của họ trường tồn vì cho dù bạn có một game ở thời điểm ra mắt thì tin tôi đi, cộng đồng vẫn sẽ nói về nó cho đến tận về sau chứ không phải là một sản phẩm chớm nổi chớm tàn sau 6 tháng. Game của những hãng khác liên tục giảm giá. Game of the Year như Witcher 3, The Last of Us, God of War sale cực mạnh, nhưng Zelda hay Mario thì không, vì họ tin rằng khách hàng không nên đợi chờ săn sale làm gì cả, và điều đó đã hiệu nghiệm cho nhà đỏ. Bạn nghĩ rằng không có sale sẽ ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng? Hãy nhìn một con số này và ngã người nhé. 60 đô cho đến tận bây giờ đấy. Chốt lại vấn đề, they do because they can. Họ đã làm được vì tự tin vào chính mình thay vì chờ đợi thị trường quyết định. Kẻ liều lĩnh và luôn tin vào tất cả những gì mà mình có thì thành công sẽ luôn tìm đến mà thôi. Em về đây nha. What? Cái đống gì kia?